Chào buổi sáng 5 cho anh em, các bạn đã tỉnh ngủ hết chưa? Và mình đây, Nami, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tâu Nhanh Công Nghệ số 11. Gen 3 chính thức ra mắt, Intel có vẻ đã hết thời. 2. Sản lượng RTX 3000 vẫn là dấu hỏi lớn, ít nhất là cho đến đầu năm 2021. 3. RTX 3080 20GB và RTX 3070 16GB bị hủy bỏ. Như các bạn cũng đã biết thì là Gen 3 vừa đã cho ra mắt tất cả những cái dòng sản phẩm CPU của mình vào ngày 5 tháng 11 vừa qua. Và nếu như anh em nào có theo dõi fanpage của Hà Nội Computer thì cũng đã biết là chúng mình đã có đầy đủ tất cả những cái mã của Gen 3 rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên là một số vấn đề về BIOS main cũng như là Ryzen Master, thế nên là chúng mình chưa thể nào mà mang tới cho các bạn một bộ PC hoàn chỉnh với lại Gen 3 trong tuần này được. Thế nên là anh em hãy chờ mình vào trong tuần sau, mình hứa sẽ mang đến cho các bạn một bộ cấu hình cực kỳ ngon về Gen 3 nhá. Còn có lẽ là những thông tin về những chiếc CPU mới của nhà AMD thì đã tràn lan rất nhiều trên thị trường rồi. Và có một điều ở đây mình nghĩ rằng là không chỉ riêng mình mà rất nhiều người, tất cả các em thì sẽ phải đồng tình với một vấn đề là chính xác lần này AMD đã đập chết ăn thịt Intel ngay từ những cái dòng mà i7 trở lên. Mức giá của CPU Gen 3 lần này thì sẽ dao động từ 7.899.000 đồng với lại 5600X này, 11.599.000 đồng đối với 5800X, và CPU đầu bảng bây giờ là 5950X thì sẽ có mức giá là 20.899.000 đồng. Và đó là giá thành của các mẫu CPU Gen 3 lần này. Còn nếu như xét nguyên về cái số nhân thì có lẽ lần này là một cái điều gì đấy rất là khác biệt, khi mà mình thấy lần đầu tiên AMD lại đưa ra cái số nhân ít hơn với Intel trong cùng một cái phân khúc giá. Thế nhưng mà bù lại thì AMD cũng hứa hẹn rằng là cái hiệu năng đơn nhân thì sẽ tăng một cách kiểu khủng khiếp, đáng sợ. Và thực sự là đến thời điểm bây giờ thì nếu như các bạn cũng có hóng hớt trên tất cả những cái trang tin hay là những cái bài test thì có thể biết rằng là với AMD thì các dòng CPU lần này đã hơn hẳn, đánh vượt trội so với lại 10900K. Và một cái test trực quan nhất mình có thể đưa đến cho các bạn ngay bây giờ là mình có test thử trên CBR15 thì cái mức chênh lệch ở đây nó lên tới là 13% các bạn ạ. Thế nên là cũng chính vì điều này, mặc dù số nhân của AMD ít hơn so với Intel thì nhưng mà hiệu năng thì lại vượt trội hơn đáng kể. Và đặc biệt nhất là ở trong gaming thì trước nay có thể chúng mình đã có giới thiệu cho các bạn rất nhiều những video trước rằng là Intel thì vẫn luôn vượt trội, vẫn luôn là cái thế mạnh trong cái dòng gaming. Thế nhưng mà hiện nay thì có lẽ là không. Chính xác là AMD đã vượt mặt ngay cả với những chiếc CPU Ryzen 5 5600X mà mình đang có trên tay như thế này thì đã có cái mức hiệu năng ngang ngửa so với lại 10900K. Và ở đây thì bạn này ấy, chỉ thua có 1,5% thôi các bạn ạ. Chính xác là 1,5% thôi nhá. Thế nên là cho đến thời điểm này năm 2020 thì mình nghĩ rằng là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời CPU của chúng ta sẽ chính là những chiếc CPU của AMD thế hệ Gen 3 này. Và nếu như anh em nào đang có ý định build cho mình một bộ PC thì có lẽ đây sẽ chính là một cái lựa chọn sáng suốt dành cho các bạn. Và mình cũng hy vọng là sang đầu năm sau với những mẫu Gen 3 được ra mắt thì hiệu năng của nó cũng sẽ đem lại cho chúng ta những cái gì đấy thật là đáng mong đợi ở phân khúc phổ thông, nơi mà chiếc 10100F đang làm mưa làm gió. Và thông tin tiếp theo mà mình muốn gửi tới cho các bạn trong Tàu Nhanh Công Nghệ số 11 lần này đó là về những chiếc RTX 3000. Có lẽ là tại thời điểm hiện tại khi mà anh em đang muốn build cho mình một bộ PC thì chắc hẳn là đang rất đau đầu, không biết là lựa chọn xem mẫu card nào sẽ là hợp lý, khi mà những chiếc 3080 thì đã bật vô âm tín từ rất lâu, không biết là khi nào sẽ có hàng. Còn hiện tại thì chỉ có 3070 và 3090 mà thôi. Và có lẽ là cái điều này sẽ vẫn tiếp tục diễn ra cho tới đầu năm 2021 các bạn ạ. Và theo những thông tin từ nhà NVIDIA thì cả 3080 và 3090 đều gặp tình trạng cung vượt cầu so với dự kiến của NVIDIA. Và ông cũng chia sẻ rằng là vào dịp cuối năm nay, RTX 3000 cũng sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng hiện tại, ít nhất là cho tới hết năm nay. Tình trạng này thì cũng đã từng xảy ra vào năm 1995 khi mà những mẫu Intel Pentium ra mắt thì nhà người săn đón luôn. Nhưng mà từ đó tới giờ thì cũng đã 25 năm rồi, và với những cái thế hệ hiện tại thì có lẽ là chúng ta vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Còn ở Việt Nam hiện tại thì khả dĩ nhất là các bạn nên chọn những chiếc RTX 3070 như thế này, bởi lẽ là vì giá thành của nó rất là hợp lý. Còn với 3090 thì như các anh em cũng đã biết là trong các bài test của chúng mình đưa ra, hiệu năng thì không có quá gì chênh lệch nhiều so với 3080 ở trong gaming, mà chúng ta thì lại phải bỏ ra khoảng gấp đôi tiền để sở hữu em nó thì như vậy liệu có đáng hay không. Nên là anh em cũng tự mình suy nghĩ và đưa ra lựa chọn nhá. Và cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay đó sẽ là những thông tin về chiếc card RTX 3080 20GB và 3070 16GB đang bị hủy bỏ vô thời hạn, hoặc căng kèo hơn có lẽ là sẽ bị hủy cho ra mắt. Theo như trang tin Videocardz thì hai SKU của bộ đôi này đã bị hủy bỏ bởi NVIDIA. Thông tin này thì cũng được xác nhận bởi ít nhất hai nguồn vào cùng ngày mà RX 6000 của AMD ra mắt. Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng NVIDIA cũng chưa hề xác nhận sự tồn tại của hai mẫu card này cũng như là kế hoạch hủy bỏ chúng. Vậy là Tuần Nhanh Công Nghệ số 11 của chúng mình tới đây là kết thúc. Tuần sau thì sẽ có những thông tin hot hit gì về công nghệ hay là game thì sẽ được chúng mình cập nhật vào Tuần Nhanh Công Nghệ số 12 được phát sóng vào 9h30 sáng Chủ nhật hàng tuần. Các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!